안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với các câu ngắn nhé. Vẫn là các câu đơn giản, dễ nhớ, dễ học và dễ sử dụng. Tập hôm nay sẽ là tập số 19 trong series 실전한국어 999 문장 999 câu tiếng Hàn thực tế. Các bạn theo dõi và nhớ lại theo mình nhé. 포기하지 마. 포기하지 마. Đừng từ bỏ. 포기하지 마. 포기하지 마. Đừng từ bỏ. Các bạn có 포기하다 mà nghĩa là từ bỏ. Thế thì 지마 mà nghĩa là đừng. 귀찮아요. 귀찮아요. Phiền lắm. 귀찮아요. 귀찮아요. Phiền lắm. 헛소리 하지 마. 헛소리 하지 마. Đừng nói nhảm hoặc là đừng nói bừa. 헛소리 하지 마. 헛소리 하지 마. Đừng nói nhảm, đừng nói bừa. 헛소리 có nghĩa là cái tiếng, cái lời nhảm nhí, bừa. Có động từ của nó là 하다. Các bạn cần chú ý 헛소리 gấp đôi phụ âm sờ. 너가 최고야. 너가 최고야. Em là đỉnh nhất hoặc là em là tuyệt nhất, một câu khen ngợi. 너가 최고야. 너가 최고야. Em là đỉnh nhất, em là tuyệt nhất. 최고 mà nghĩa là gì nhỉ? Tuyệt vời hoặc là nhất. 야 là một đuôi cấu xuồng xã. Không kính ngữ. 배고프다. 배고프다. Đói quá. 배고프다. 배고프다. Đói quá. 체했어요. 체했어요. Mình đã bị đầy bụng rồi. 체했어요. 체했어요. Mình đã bị đầy bụng rồi. Các bạn có 체하다 mà nghĩa là đầy bụng. 내가 그럴 줄 알았다. 내가 그럴 줄 알았다. Anh cũng đoán vậy hoặc là anh cũng biết là như thế. 내가 그럴 줄 알았다. 내가 그럴 줄 알았다. Anh cũng đoán vậy. 별일 아니야. 별일 아니야. Không phải chuyện gì đặc biệt đâu. 별일 아니야. 별일 아니야. Không phải chuyện gì đặc biệt đâu. Khi mà các bạn phân tách ra thì sẽ là gì nhỉ? 별일. Nhưng khi các bạn ghép lại với nhau và các bạn đọc phát âm thì sẽ đọc biến âm là 별일. Ở đây các bạn sẽ biến âm thành 별. 별일 아니야. 별일 아니야. 별일 có nghĩa là gì nhỉ? Cái chuyện gì đặc biệt ấy, cái việc đặc biệt ấy. 아니야 có nghĩa là không phải là, không phải là cái chuyện gì đặc biệt đâu. 소리를 켜주세요. 소리를 켜주세요. Hãy bật tiếng lên. 소리를 켜주세요. 소리를 켜주세요. Hãy bật tiếng lên. 와이파이가 안 터져. 와이파이가 안 터져. Mạng không có hoặc là không có wifi. 와이파이가 안 터져. 와이파이가 안 터져. Mạng không có. Wifi có nghĩa là wifi đấy. An có nghĩa là không. 터져 hoặc là 터져요 tức là gì? Không có mạng hoặc là không kết nối được. 빨리 가 주세요. 빨리 가 주세요. Làm ơn đi nhanh lên ạ. 빨리 가 주세요. 빨리 가 주세요. Làm ơn đi nhanh lên ạ. 기름 가득 넣어 주세요. Đổ đầy dầu cho tôi. Các bạn có 기름 là dầu. 가득 có nghĩa là đầy. 넣어 주다 hoặc là 넣어 주세요 là hãy bỏ, hãy đổ đầy dầu vào cho tôi.
의자 다리가 부러졌어요. 의자 다리가 부러졌어요. 천의 비가에 의자 다리가 부러졌어요. 의자 다리가 부러졌어요. 천의 비가에 의자 다리 라가 천국에 부러졌어요. 나비가 있어. 수건 좀 바꿔주세요. 수건 좀 바꿔주세요. 람은 타이한 숲도이. 수건 좀 바꿔주세요. 수건 좀 바꿔주세요. 람은 타이한 숲도이. 수건 라게 한 바꿔주세요. 람은 해 도이. 람은 해 타이. 영화 보러 갈래? 영화 보러 갈래? 리 샘 핌 홍. 영화 보러 갈래? 영화 보러 갈래? 리 샘 핌 홍. Các bạn có 영화 là phim, 영화 보다 là xem phim, động từ đây là 가다 là đi, 리래, 리래 hoặc là 리래요, một đôi câu hỏi rủ rê. Có muốn đi xem phim không hoặc là có đi xem phim không? Thế thì các bạn sẽ có đi để xem phim thì các bạn sẽ có từ ro gắn vào sau động từ kết thúc bằng nguyên âm và đằng sau sẽ là một động từ chỉ sự dịch chuyển như là từ ka ta o ta. 영화 보러 갈래? Đi để xem phim không? 근처에 5성급 호텔이 있나요? 근처에 5성급 호텔이 있나요? Gần đây có khách sạn 5 sao nào không? 근처에 5성급 호텔이 있나요? 근처에 5성급 호텔이 있나요? Gần đây có khách sạn 5 sao nào không? 근처에 ở gần đây 5성급 có nghĩa là gì nhỉ? 5 sao đấy. Hotel là khách sạn 5 sao ấy. 있나요? 있나요? Biến âm là 있나요? 있나요? Có nghĩa là có cái khách sạn 5 sao nào không? 확실해요? 확실해요? Cậu chắc chắn không? 확실해요? 확실해요? Cậu chắc chắn không? 확실해요? Gấp đôi phụ âm. 마음대로 해요. 마음대로 해요. Hãy làm theo ý bạn muốn. 마음대로 해요. 마음대로 해요. Hãy làm theo ý bạn muốn. 해요 có nghĩa là làm. 대로 là theo. 마음 có nghĩa là gì nhỉ? Ý muốn. 마음대로 có nghĩa là theo ý muốn. 해요 là làm. Cậu hãy làm theo ý cậu muốn hoặc là hãy làm theo ý bạn muốn. 카드 결제 되나요? 카드 결제 되나요? Thanh toán thẻ được không? 카드 결제 되나요? 카드 결제 되나요? Thanh toán thẻ được không? Các bạn có 카드 có nghĩa là thẻ, 결제 nghĩa là cái sự thanh toán. 카드 결제 có nghĩa là cái sự thanh toán bằng thẻ. 되나요? Có được không? 되다 mà nghĩa là được. 나요? Một đôi câu hỏi rất là nhẹ nhàng lịch sự, giống như là 되요 ấy, tức là gì nhỉ? 되요, 되어요 hoặc là 먹어요. Thì cái từ 나요 nó cũng giống như là o hoặc là a gắn với 요 ấy. Ở đây thì các bạn có thể dùng là 카드 결제 되나요? Hoặc là 카드 결제 되요 như thế này. Có thể dùng 되요 như thế này đều được. 결제 các bạn gấp đôi phụ âm lên. 너는 무엇 좀 먹었니? 너는 무엇 좀 먹었니? Em đã ăn chút gì chưa? 너는 무엇 좀 먹었니? 너는 무엇 좀 먹었니? Em đã ăn chút gì chưa? 저는 전혀 먹지 않았어요. 저는 전혀 먹지 않았어요. Em hoàn toàn chưa ăn gì cả. 저는 전혀 먹지 않았어요. 저는 전혀 먹지 않았어요.
Em hoàn toàn chưa ăn gì cả. 전혀, hoàn toàn. 먹다 là ăn, 지 않았어요 là đã chưa, đã không. Kết hợp với 전혀 và 지 않았어요 các bạn hiểu là hoàn toàn chưa, hoàn toàn chưa ăn gì cả. 요즘 날씨가 점점 더워져요. 요즘 날씨가 점점 더워져요. Dạo này thời tiết đang dần nóng lên. 요즘 날씨가 점점 더워져요. 요즘 날씨가 점점 더워져요. Dạo này thời tiết đang dần nóng lên. 하룽베이에 가본 적이 있어요? 하룽베이에 가본 적이 있어요? Chị đã từng đi Hạ Long chưa? Đi vịnh Hạ Long chưa? 하룽베이에 가본 적이 있어요? 하룽베이에 가본 적이 있어요? Chị đã từng đi Hạ Long chưa? 네, 저는 이번 다녀왔어요. 네, 저는 이번 다녀왔어요. Tôi đã đi hai lần rồi. 네, 저는 이번 다녀왔어요. 네, 저는 이번 다녀왔어요. Vâng, hoặc là ừ, tôi đã đi hai lần rồi. 아니요, 저는 아직까지 가본 적이 없어요. 아니요, 저는 아직까지 가본 적이 없어요. Chưa, tôi vẫn chưa đi. 아니요, 저는 아직까지 가본 적이 없어요. Chưa, tôi vẫn chưa đi. 아직까지, có nghĩa là vẫn, vẫn chưa nè. 가본 적이 없어요. Từng, vẫn chưa từng đi. Vẫn chưa từng đi đấy. 아니면 우리 쌀국수 먹으러 가요. 아니면 우리 쌀국수 먹으러 가요. Hay là chúng ta đi ăn phở đi. 아니면 우리 쌀국수 먹으러 가요. 아니면 우리 쌀국수 먹으러 가요. Hay là chúng ta đi ăn phở đi. 아니면 cấu trúc giả định hay là 우리 chúng ta 쌀국수 có nghĩa là phở 먹으러 가요. Đi để ăn phở đi. 어제 너는 무엇을 샀어? 어제 너는 무엇을 샀어? Hôm qua em đã mua gì? 어제 너는 무엇을 샀어? 어제 너는 무엇을 샀어? Hôm qua em đã mua gì? 홍 선생님이 나를 언제 불렀어? 홍 선생님이 나를 언제 불렀어? Thầy Hồng gọi mình khi nào? 홍 선생님이 나를 언제 불렀어? 홍 선생님이 나를 언제 불렀어? Thầy Hồng đã gọi mình khi nào? 언제 là khi nào? 불렀어? Đã gọi. 10분쯤 전에 10분쯤 전에 khoảng 10 phút trước 10분쯤 전에 10분쯤 전에 khoảng 10 phút trước 10분 là 10 phút 쯤 là khoảng 전에 là trước vào khoảng 10 phút trước 너는 한국어를 공부하니? 너는 한국어를 공부하니? Bạn học tiếng Hàn à? 너는 한국어를 공부하니? 너는 한국어를 공부하니? Bạn học tiếng Hàn à? 저는 풍 선생님과 한국어를 공부합니다. 저는 풍 선생님과 한국어를 공부합니다. Mình học tiếng Hàn với cô Phương. 저는 풍 선생님과 한국어를 공부합니다. 저는 풍 선생님과 한국어를 공부합니다. Mình học tiếng Hàn với cô Phương.
저희는 새로운 학생이에요. 저희는 새로운 학생이에요. 중 em là học sinh mới đến ạ. 저희는 새로운 학생이에요. 저희는 새로운 학생이에요. 중 em là học sinh mới đến ạ. 저희 một từ xưng hô khiêm tốn của 우리. Tuy nhiên thì khi phát âm gọi phát âm là 저희. Phát âm 의 thành y nhá. 저희. 저희는 새로운 학생. Có nghĩa là học sinh mới đến. 이에요 là. 오늘 저는 야근을 해야 해요. 오늘 저는 야근을 해야 해요. Hôm nay tôi phải làm thêm. Thực chất là làm đêm đấy. 오늘 저는 야근을 해야 해요. 오늘 저는 야근을 해야 해요. Hôm nay tôi phải làm đêm. 야근을 하다. Làm đêm. 저도 역시 그래요. 저도 역시 그래요. Tôi cũng vậy. 저도 역시 그래요. 저도 역시 그래요. Tôi cũng vậy. 역시 là quả nhiên. 그래요 cũng thế. Hoặc là các bạn dịch một cách nhẹ nhàng là tôi cũng như vậy. 오늘 저녁에 회식이 있습니다. 오늘 저녁에 회식이 있습니다. Hôm nay chúng ta có buổi tiệc nhé. 오늘 저녁에 회식이 있습니다. 오늘 저녁에 회식이 있습니다. Tối nay chúng ta có buổi tiệc nhé. 회식 các bạn hiểu là tiệc công ty đấy. 회식 tiệc công ty 있습니다. Có. 네, 기억할게요. 네, 기억할게요. Vâng, em sẽ nhớ ạ. 네, 기억할게요. Vâng, em sẽ nhớ ạ. 기억하다 mà nghĩa là nhớ. 기억할게요. Sẽ. 세린 씨를 왜 볼 수가 없어요? 세린 씨를 왜 볼 수가 없어요? Sao tôi không thấy chị Serin đâu nhỉ? 세린 씨를 왜 볼 수가 없어요? 세린 씨를 왜 볼 수가 없어요? Sao tôi không thấy chị Serin đâu nhỉ? 세린 씨는 베트남으로 출장을 갔어요. 세린 씨는 베트남으로 출장을 갔어요. Chị Serin đi công tác Việt Nam rồi ạ. 세린 씨는 베트남으로 출장을 갔어요. 세린 씨는 베트남으로 출장을 갔어요. Chị Serin đi công tác Việt Nam rồi ạ. 남천무님이 계신가요? 남천무님이 계신가요? Có sếp nam ở đó không? 남천무님이 계신가요? 남천무님이 계신가요? Có sếp nam ở đó không? 계시다 là có, ở, 는가요? Đôi câu hỏi lịch sự. 계신가요? Có nghĩa là có đó không đấy. Nam là tên riêng. 천무님, các bạn hiểu là sếp. 죄송하지만 지금 회의 중이십니다. 죄송하지만 지금 회의 중이십니다. Xin lỗi nhưng giờ sếp đang họp ạ. 죄송하지만 지금 회의 중이십니다. 죄송하지만 지금 회의 중이십니다. Xin lỗi nhưng bây giờ sếp đang họp. Các bạn có 죄송하지만 xin lỗi nhưng 지금 bây giờ 회의 là cái cuộc họp 회의 중이다 mà nghĩa là đang là cái cuộc họp các bạn hiểu là sếp đang họp. 너 베트남에 갈 거니? 너 베트남에 갈 거니? Bạn sẽ đến Việt Nam à? Các bạn có từ 너 một từ xưng hô dành cho những người ngang hàng hoặc là nhỏ tuổi hơn chúng ta. 너 베트남에 갈 거니? 너 베트남에 갈 거니? Bạn sẽ đến Việt Nam à?
베트남어 실습을 위해 베트남에 가기로 결정했어요. 베트남어 실습을 위해 베트남에 가기로 결정했어요. Mình đã quyết định đến Việt Nam để thực tập tiếng Việt. 베트남어 실습을 위해 베트남에 가기로 결정했어요. 베트남어 실습을 위해 베트남에 가기로 결정했어요. Mình đã quyết định đến Việt Nam để thực tập tiếng Việt. Bạn có 결정했어요. Quyết định. Đã quyết định còn các hoặc là có cái cấu trúc là 기로 결정했어요 mà nghĩa là đã quyết định. Quyết định gì nhỉ? Động từ sẽ là 베트남에 가다. Đã quyết định đến Việt Nam. 을 위해 các bạn có đây mà là một cấu trúc mà nghĩa là để. 실습 실습 có nghĩa là luyện tập. Thế thì 베트남어 실습 có nghĩa là luyện tập tiếng Việt, để luyện tập hoặc là để thực tập tiếng Việt thì mình đã quyết định đến Việt Nam. 베트남에 가면 나에게 연락해야 해. 베트남에 가면 나에게 연락해야 해. Đến Việt Nam thì phải liên lạc cho mình đấy. 베트남에 가면 나에게 연락해야 해. 베트남에 가면 나에게 연락해야 해. Đến Việt Nam thì phải liên lạc cho mình đấy. 면 nếu thì 베트남에 가면 nếu đến Việt Nam thì 나에게 cho mình 연락하다 mà nghĩa là liên lạc còn 연락해야 해 phải liên lạc cho mình. 당연하지 당연하지 đương nhiên rồi 당연하지 당연하지 đương nhiên rồi. 나 꼭 귀국해 나 꼭 quy quốc hề. Chị sắp về nước rồi. Na cốt quy quốc hề. Na cốt quy quốc hề. Chị sắp về nước rồi. Na tôi hoặc là chị, anh, mình một từ xưng hô ngang hàng hoặc là người trên nói với người dưới. Cốt là sắp. Quy quốc hề hoặc là quy quốc hề là hồi nước đấy. Hoặc là bạn hiểu là về nước. Nè, 소식 들었어요. 네, 소식 들었어요. Vâng, em nghe tin rồi ạ. 네, 소식 들었어요. 네, 소식 들었어요. Vâng, em nghe tin rồi ạ. 소식 có nghĩa là cái tin tức. 들었어요, đã nghe. 너는 졸업 후에 뭐 하고 싶어? 너는 졸업 후에 뭐 하고 싶어? Sau khi tốt nghiệp, em muốn làm gì? 너는 졸업 후에 뭐 하고 싶어? 너는 졸업 후에 뭐 하고 싶어? Sau khi tốt nghiệp, em muốn làm gì? Các bạn có 졸업 후에 có nghĩa là sau khi tốt nghiệp thì 뭐, gì? 하 hông từ 하다 là làm. 고 싶어 muốn làm cái gì? 네, 아직 모르겠어요. 네, 아직 모르겠어요. Dạ, em vẫn chưa biết ạ. 네, 아직 모르겠어요. 네, 아직 모르겠어요. Dạ, em vẫn chưa biết ạ. 넌 아직 젊잖아. 넌 아직 젊잖아. Em vẫn còn trẻ mà. 넌 có nghĩa là giải quyết gọn của 너는 có nghĩa là mày hoặc là cậu hoặc là em bạn. 아직 vẫn 젊잖아 vẫn còn trẻ mà. 차나 hoặc là 차네요 mà nghĩa là mà. Ăn rồi mà hoặc là đi rồi mà hoặc là còn trẻ mà. 넌 아직 젊잖아. Phát âm ở đây phụ âm kép nhưng các bạn đọc phát âm là thành 젊잖아. 넌 아직 젊잖아. Em vẫn còn trẻ mà. 넌 아직 젊잖아. 더 좋은 기회가 많을 거야. 더 좋은 기회가 많을 거야. Sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn. 더 좋은 기회가 많을 거야.
더 좋은 기회가 많을 거야. Sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn. 좋은 기회 là cơ hội tốt, còn 더 좋은 기회 là cơ hội tốt hơn. 많다 là nhiều. 을 거야 có nghĩa là sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn. Chúng ta kết thúc bài học ở đây nhé. 50 câu ngắn mình chia sẻ gửi đến các bạn. Chúc các bạn học chăm chỉ, nghe tốt, nói tốt và sẽ có được nhiều những cái thành tựu trong việc học tiếng Hàn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분, 안녕!